It's good to have this opportunity to speak to you about Philip's progress in class. Đây là thầy Gary và em là Chi, là trợ giảng của bé Thiên Vương. Thì đây, đối với thầy, đây là một cơ hội đặc biệt để thầy có thể nói cho anh chị nghe khả năng học tập của Philip trong quá trình vừa qua. He is maintaining a very good standard in class. Philip luôn giữ cái khả năng học, chất lượng học tập rất là tốt trong lớp. He is careful and thoughtful with all his work. Philip luôn cẩn thận cũng như là chăm chỉ đối với các việc học trên lớp. And applies himself very well to new work. Và đối với những bài học mới thì bạn ấy vẫn luôn tiếp thu rất là tốt ạ. Philip would benefit greatly by being on time for class. Nhưng mà theo thầy thì Philip sẽ tốt hơn nếu mà em ấy đi học đúng giờ hơn ạ. When he arrives late, he misses the valuable revision work. Khi mà em ấy đi học trễ thì em ấy đã bỏ lỡ cái phần ôn tập trước giờ học và những ôn tập những cái bài trước đó. As this work is done at the beginning of the lesson. Vì là cái phần ôn tập đó thường là mình sẽ làm vào đầu buổi học nên là khi đi học trễ thì em ấy sẽ bị bỏ và dễ bị quên từ hơn á. Bạn cảm ơn chị.